Nhiều bạn chỉ chăm dưỡng da mặt mà quên chăm sóc dưỡng da body, nên nhiều khi nhìn lên mặt thì đẹp, nhưng nhìn body thì hơi quê mùa vì da không đẹp. Vì thế để có được sự thanh thoát và sang trọng quyến rũ, chị em mình còn phải nhớ dưỡng da body để cho phù hợp với gương mặt nữa, để mình đẹp chuẩn từ đầu đến cuối, chứ đừng để nhìn mặt thì đẹp mà nhìn xuống dưới xấu thì không cân xứng chút nào cả. Cảm ơn bạn đã xem video này. Những thông tin trong từng video mà kênh YouTube bên mình làm đều mong muốn mang lại giá trị hữu ích cho bạn. Đặc biệt là những video phân biệt hàng thật giả bên dưới từng video là tâm huyết mà đội ngũ shop mình làm, hy vọng bạn dành thời gian để xem, để bạn không bị lừa mất tiền mua phải hàng giả, để rồi xài hư hết da mặt hoặc có hại cho sức khỏe về lâu dài. Bạn đừng quên chia sẻ video và nhớ đăng ký kênh để biết được những thông tin mới về các sản phẩm đang cực hot, được nhiều người mua nhất. Bên dưới video mình cũng có để số điện thoại Zalo cho bạn nào cần tư vấn sản phẩm thì nhắn cho shop để được nhân viên tư vấn kỹ càng hơn nhé. kem dưỡng trắng da body tế bào gốc giờ, Mon là siêu phẩm khuynh đảo chị em trong thời gian gần đây, một mùa hè đầy nắng và gió không còn là nỗi lo nữa. Kem giờ Mon giúp cho da bạn trắng sáng bật tông, da được nuôi dưỡng trắng hồng từ sâu, chứ không đơn giản chỉ là kem body thông thường thôi đâu. Kem body giờ Mon có khả năng bảo vệ da chị em dưới ánh nắng mặt trời hay các tia tử ngoại. Kem body giờ Mon giúp dưỡng trắng sâu tận gốc từ bên trong, mở thâm đốm nâu sạm nám trên body, thẩm thấu tan nhanh vào da trong 3 giây, trắng bật tông chỉ sau thời gian ngắn sử dụng. Kem body giờ Mon là dòng sản phẩm chăm sóc da rất đắt hàng của thương hiệu Mon Hàn Quốc nổi tiếng. Sản phẩm mang lại hiệu quả bật tông da thần tốc nhờ sự góp mặt của Niacinamide, IDE và công nghệ Nanotech siêu phân tử với khả năng thẩm thấu vào da siêu nhanh. Kem này được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, không bào mòn hay làm mỏng da. Mùi hương nhẹ nhàng, không có mùi nồng gắt như một số dòng kem dưỡng trắng thông thường. Chất kem mịn, thấm luôn vào da ngay khi thoa, không gây bết dính, không lộ vân kem trên bề mặt da khiến nhiều chị em thích mê mệt. khi dạo trên các diễn đàn làm đẹp, bạn sẽ thấy được đánh giá chân thật từ những bạn đã sử dụng kem Body The Mon. Hầu hết mọi người đều đánh giá và khen sản phẩm này khá tốt hợp với da của mình. Theo trải nghiệm của nhiều khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm The Mon mua của shop mình, thì hầu hết khách hàng đều thích sản phẩm này và khen tính năng nổi bật nhất ở sản phẩm là khả năng làm giúp da trắng mịn, trắng nhanh và hồng hào, da căng mướt hơn những loại kem body khác. Nhiều khách hàng khác thì sau một thời gian trải nghiệm sử dụng sản phẩm này, thì lại cảm thấy thích nhất ở tính năng là làm ẩm và mềm da giữ cho da luôn căng bóng mướt mịn. Cảm giác da được thu nhỏ lỗ chân lông hơn không khô ráp nữa. Khi mặc những bộ váy áo hở eo, hở lưng thì đẹp lắm. Nếu lướt qua các diễn đàn mạng khác bạn cũng sẽ dễ dàng thấy được, những ai đã dùng kem body này đều khen cả. Với nhiều tính năng chăm sóc và làm trắng mịn da cực tốt, thì không thể chê vào đâu được. Đó là lý do mà bạn có thể mua kem body mon về dùng để cải thiện cho da mặt mình luôn đẹp và căng tràn sức sống hơn.